Thưa quý vị và các bạn, vấn nạn buôn lậu, hàng nhái, hàng giả hiện đang là quốc nạn, là kẻ thù của nền kinh tế. Do vậy, việc chung tay góp sức tạo thành một khối liên minh vững chắc giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp chân chính, các cơ quan truyền thông và người tiêu dùng, kiên quyết đẩy lùi vấn nạn này là rất quan trọng. Thế nhưng, việc phối hợp này lại chưa được chặt chẽ, khiến nạn hàng nhái, hàng giả vẫn hoành hành trên thị trường. Theo Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra xử lý hơn 55.000 vụ vi phạm, tăng 13,4%, tổng thu nộp ngân sách 233,52 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014. Theo Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, hiện có đến 31 ngành hàng bị làm giả, làm nhái trên cả nước. Thực trạng này tồn tại do phần lớn nguyên nhân từ ý thức còn nhỏ lẻ, manh mún của cộng đồng doanh nghiệp và người dân dẫn đến công tác tuyên truyền còn hạn chế, sự phối hợp giữa các hiệp hội, cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, còn kém hiệu quả. Điều này khiến doanh nghiệp làm ăn chân chính rất bức xúc. Cái việc làm giả, hàng nhái thì nó không chỉ vi phạm, nó không chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh tế, hiệu quả sản xuất của công ty, mà cái chính là ảnh hưởng tới uy tín, thương hiệu, không chỉ trong nước mà còn tại các cái nước trong khu vực. Theo các cơ quan chức năng, công tác chống hàng giả, hàng nhái còn gặp nhiều khó khăn. Một phần là do doanh nghiệp chưa chủ động trong việc tự bảo vệ quyền của chính mình. Là để mà có thể đẩy lùi và cũng như là giảm mạnh cái hàng buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thì chúng ta cần phải làm tích cực hơn nữa. Về Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng đã quán triệt tất cả các lực lượng quản lý thị trường trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc, triển khai đồng loạt các biện pháp và đẩy mạnh và tập trung vào một số những cái mặt hàng thiết yếu, ví dụ như hàng về phân bón phục vụ nông nghiệp, rồi là về mặt hàng đường. Chúng tôi thì chỉ thực hiện cái chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu về hàng thuốc lá điếu nhập lậu, rồi cũng như là một số các cái mặt hàng thiết yếu khác. Thì trong thời gian tới thì Ban chỉ đạo 389 quốc gia theo đó sẽ giao nhiệm vụ và phân công trách nhiệm theo chức năng ở trong nội địa, chủ công về chống buôn lậu hàng giả, đặc biệt hàng giả, là lực lượng quản lý thị trường và lực lượng công an. Và theo đó phát hiện ra hàng buôn lậu, hàng giả mà có nguồn gốc từ nước ngoài thì lực lượng trong nội địa phải điều tra xác minh xem đối tượng đi vào đường nào, nguồn nào, để xử lý cũng như là chấn chỉnh các lực lượng ở quản lý biên giới. Hàng giả, hàng lậu bán ở trong nội địa thì lực lượng ở trong nội địa trực tiếp là quản lý thị trường và công an và chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Thì trong đó là quy định cụ thể theo cái quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng như là nghị quyết của Chính phủ đã được phân công phân nhiệm rất rõ ràng. Hiện hệ thống chính sách pháp luật về đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại chưa hoàn thiện, còn có nhiều lĩnh vực chồng chéo, không đồng bộ, khiến chế tài xử phạt chưa nghiêm, chỉ có thể xử phạt vi phạm hành chính. Do vậy, việc phối kết hợp giữa các doanh nghiệp và lực lượng chức năng hiện nay chính là trách nhiệm của các doanh nghiệp. Chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu Việt Nam là công việc của toàn xã hội. Và trước hết là chúng ta tự bảo vệ chúng ta. Và đó là trách nhiệm của các ngành chức năng, trong đó có tiếng nói của doanh nghiệp, hiệp hội các đồng chí. Tôi mong rằng nhất định cái nạn vấn nạn hàng giả, kinh doanh trái phép, xâm nhập của chúng ta bằng nhiều con đường khác nhau phải được ngăn chặn rất có hiệu quả. Nạn buôn lậu, hàng giả, hàng nhái hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp làm ăn chân chính, đồng thời ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Đã đến lúc các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc phối kết hợp với các lực lượng chức năng để bảo vệ chính mình trước nạn hàng giả, hàng nhái hiện nay.